Trận đấu giữa Barcelona và Las Palmas đã diễn ra đúng vào ngày xứ Catalonia trưng cầu dân ý và bị chính quyền Tây Ban Nha phản đối quyết liệt. Vì thế, sân Camp Nou đã vắng bóng khán giả trong một trận đấu kỷ lục của Lionel Messi. Phải mãi đến đầu hiệp 2, Sergio Busquets mới khai thông bế tắc trận đấu bằng một pha đánh đầu. Phút 70, Messi phá bẫy việt vị, bình tĩnh rơi bóng loại nốt thủ thành Chichizola và đưa bóng vào lưới trống. Đến phút 77, một lần nữa Messi tỏa sáng rực rỡ bằng bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0. Với chiến thắng nhẹ nhàng này, Barcelona đã xây chắc ngôi đầu với 7 trận toàn thắng, nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai là Sevilla lên 5 điểm. Đây cũng là chiến thắng thứ 9 liên tiếp của Barca trên mọi đấu trường từ đầu mùa giải đến nay. Lionel Messi thì đã vươn lên dẫn đầu danh sách vua kiến tạo trong lịch sử Barca với 139 lần, và anh cũng đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới La Liga với 11 bàn thắng. Tại Bernabeu, Real Madrid cũng ra quân tiếp Espanyol. Phút 30, Ronaldo kiến tạo để Isco băng xuống khéo léo mở tỷ số trận đấu. Trong tình thế khung thành Keylor Navas liên tục chao đảo thì Isco lại lên tiếng. Ngôi sao mang áo 22 tung cú dứt điểm với lực sút và độ hiểm hóc vừa đủ để đánh bại thủ thành đối phương. Đó cũng là tỷ số chung cuộc. Chuyển sang Premier League. Trong khi hàng công tạo ra vô số cơ hội nhưng không thể tận dụng thì hàng thủ Liverpool lại tiếp tục mắc sai lầm và dẫn đến để đối thủ trừng phạt. Phút 29, sau nhiều nỗ lực, De Kop có bàn mở tỷ số sau siêu phẩm từ ngoài vòng cấm của Coutinho. Một pha ghi bàn đã được anh thực hiện rất nhiều lần và cực kỳ nhuần nhuyễn. Tuy nhiên, đến phút 36, đội chủ nhà bất ngờ có bàn gỡ. Joe Matip đã kịp thời băng về, nhưng đáng tiếc bóng lại vô tình đập chân Joselu, trở thành pha dứt điểm hiểm hóc. Bước sang hiệp 2, Liverpool đẩy cao tốc độ trận đấu hơn nữa để tìm kiếm bàn thắng nâng tỷ số. Tuy nhiên, vô số cơ hội được tạo ra nhưng cả hai bên đều không tận dụng được. Liverpool, Newcastle đành tạm hài lòng với tỷ số hòa 1-1. Arsenal vừa nối dài mạch trận thắng ở đầu mùa giải năm nay với việc vượt qua Brighton trên sân nhà Emirates tại vòng 8. Những bàn thắng từ Nacho Monreal và Alex Iwobi đã mang về chiến thắng thuyết phục 2-0 cho Arsenal trước Brighton. Đoàn quân của huấn luyện viên Arsene Wenger đang tạm đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Giáo sư người Pháp cũng đã có ngày kỷ niệm tròn 21 năm dẫn dắt pháo thủ thành London tràn ngập niềm vui. Ông đã vượt qua thành tích của cựu huấn luyện viên huyền thoại Sir Alex Ferguson. Vì Brighton đó là đội bóng thứ 45 phải nhận thất bại trước Arsenal dưới triều đại của Arsene Wenger. Trước đó, cả giáo sư và Sir Alex đều đã đánh bại 44 cái tên khác nhau đã và đang góp mặt tại giải đấu cao nhất xứ sương mù. Trong khi đó, tại Goodison Park, đội bóng của Rooney vẫn đang trải qua những chuỗi ngày u ám khi nhận thất bại 0-1 ngay tại sân nhà trước Burnley. Chuyển sang Đức, Bayern Munich chỉ có được trận hòa 2-2 đầy thất vọng trước Hertha Berlin. Phút thứ 10, Mats Hummels đã đưa hầm xám vượt lên và Robert Lewandowski là người nhân đôi cách biệt vào phút 49. Tuy nhiên, niềm vui ghi bàn chưa được lâu thì chỉ 2 phút sau đó, Duda có pha dứt điểm khá đơn giản rút ngắn cách biệt cho Hertha. Diễn biến ngày càng trở nên hấp dẫn khi 5 phút sau đó tỷ số đã là 2-2. Cựu tiền vệ Chelsea, Solomon Kalou đã không bỏ lỡ điền tên mình lên bảng tỷ số. Trong những phút còn lại của trận đấu, dù nỗ lực nhưng cả hai bên không ghi thêm được bàn thắng nào. Trận hòa này của Bayern một lần nữa khiến các cổ động viên đội bóng này thất vọng dù đã có được lợi thế từ sớm. Trong cuộc đọ sức hấp dẫn nhất tại Serie A đêm qua, với 2 bàn thắng vào lưới Rossoneri, AS Roma đã tái hiện thành tích ghi bàn trong 27 trận liên tiếp của mình tại Serie A. Lần cuối cùng mà bầy sói làm được điều này là vào mùa giải 2006. Các cầu thủ ghi bàn cho Roma trong chuyến làm khách tới San Siro vào đêm qua chính là Edin Dzeko và Alessandro Florenzi. Với AS Roma, 3 điểm có được trong trận đấu này đã giúp cho họ vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 15 điểm sau 5 chiến thắng và 1 thất bại. Đánh bại Rossoneri cũng là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của thầy trò Eusebio Di Francesco tại giải đấu số 1 nước Ý. Hành quân tới sân của đội bóng đang đứng giữa bảng xếp hạng Atalanta ở vòng 7 Serie A chính là cơ hội để Juventus sang bằng cách biệt điểm số với Napoli. Nhà đương kim vô địch đã nhập cuộc rất tốt và sớm có được 2 bàn thắng do công của Bernardeschi và Higuain. Tuy nhiên, bằng tinh thần quật cường, đội chủ nhà đã gỡ hòa 2-2 chỉ trong vòng hơn nửa tiếng từ phút 31 đến 67 do công của Candara và Cristante. Đỉnh điểm hấp dẫn diễn ra ở phút 84, thời điểm Juve được hưởng một quả phạt đền. Tuy nhiên, niềm hy vọng số 1 của Ba Đầm, Paulo Dybala lại không đánh bại được thủ thành Berisha trên chấm 11m. Hòa tiếc nuối, Juventus đã đứt mạch trận toàn thắng, ngậm ngùi xếp thứ 2 với 19 điểm sau 7 vòng đấu, còn Atalanta đứng thứ 11 khi có 9 điểm. Ngoại trừ Juve và AC Milan phải chịu ôm hận thì các đại gia còn lại của Serie A đều ca khúc khải hoàn. Với 3 bàn thắng vào lưới Cagliari, Napoli đang tiến những bước dài trên hành trình chinh phục những kỷ lục tại mùa giải năm nay.
Đội trưởng Marek Hamšík đã ghi được bàn thắng thứ 114 của mình trong mùa áo Napoli, tức chỉ còn kém kỷ lục của huyền thoại Diego Maradona đúng một bàn. Trái ngược với chiến thắng nhàn nhã 3-0 của Napoli, Inter Milan phải rất vất vả mới có thể vượt qua được đội chủ nhà Benevento 2-1 nhờ cú đúp của Marcelo Brozovic ở phút 19 và 22. Lazio cũng không chịu kém cạnh khi vùi dập Sassuolo với tỷ số của một ván tennis 6-1 khi Luis Alberto và Marco Parolo đều ghi một cú đúp, trong lúc Stefan De Bruyne góp công vào phút 56, còn Ciro Immobile chuyển đổi thành công qua phạt đền bằng bàn thắng thứ 6 vào phút 82.